Chào mọi người nha. Này, cứ dừng xe là mồi của mình lại gọi. Này, thùng ở dưới này. Đang gọi anh em nhé. Gọi mà chim ngoài đấu lại treo lên thì tỷ lệ sẽ được rất cao anh em ạ. Đi mãi đi đâu rồi? Đấy. Trần quá anh em ạ. Thời tiết nó thay đổi ngoài Bắc này, tự nhiên lại có không khí lạnh về, đám chim nó đấu không được nhiệt lắm anh em nhé. Này hôm nay đấu không được căng lắm. Nhà đấy. Nhảy. Một. Thời tiết hôm nay nó khá là âm u anh em ạ, không khí lạnh nó mới về đâm chim nó đấu nó cũng không được căng lắm. Mà con mái nó không đi cùng nữa. Không thấy con mái đâu.
đấy. Phim trần quá anh em ạ. Xong phòng bị mũi rồi trượt đã trượt rồi. Phát nữa đấy. Đầm cuối rồi. Chìm đấu hết xong rồi nó đi rình rình là đá thôi. Xong, xong rồi anh em nhá. Xong rồi. Xong rồi. Xin chào anh em và hẹn anh em những video tiếp theo nhá. Mãi mới nhảy. Vẫn hot kìa anh em kìa. Anh em. Vẫn hot kìa. Chả biết hot hay là thế nào đấy anh em ạ. Em này sập xong vẫn nó rất ác anh em ạ. Vẫn kêu luôn. Rồi, xin chào anh em và hẹn anh em những video tiếp theo nhé. Vẫn hot luôn. Kêu kêu.